sau khi một dành cả buổi sáng tham quan Sa Đéc trong thành phố thì bây giờ tụi mình sẽ chạy đi xa một chút để tham quan làng hoa Sa Đéc. Tụi mình đang trên đường ra làng hoa. Hiện tại là khoảng 3 giờ chiều nên là cái thời tiết cũng khá là thoải mái. Nó đỡ gay gắt hơn là buổi trưa. Đây là cầu Nàng Hai. Đây là cầu Sa Đéc. Đây chiếc cầu Sa Đéc, chiếc cầu trọng điểm của thành phố Sa Đéc đây. Các bạn thấy lác đác là chúng ta đã có những cái vựa hoa rồi nè. Sẽ có những cái cầu đi vào những cái vựa hoa này. Phía trước là xe chở phân bón. Sa Đéc là cái vựa hoa lớn để cung cấp hoa cho thành phố và mỗi dịp Tết. Thì hôm nay mình sẽ có dịp tham quan vườn hoa Sa Đéc. Đây chính là cổng chào làng hoa Sa Đéc đây. Wow. Nguyên một con đường, các bạn thấy không? Nguyên một con đường là toàn là vựa hoa không? Bà con nông dân đang chuẩn bị chất hoa đi mà. Quả thật buổi chiều mà chúng ta đi dạo thế này thật là tuyệt vời không các bạn? Các bạn có dịp về Sa Đéc, chúng ta hãy dành một chút thời gian để tham quan vườn hoa, làng hoa, gọi đúng hơn là làng hoa chứ. Mà thấy nguyên con đường là phải gọi là nguyên một làng hoa luôn. Hiện tại không phải là mùa xuân nên thì các bạn thấy vườn hoa thì đa số là những cái cây hoa thông dụng á. Ví dụ như hoa trang nè, hoa hồng nè, đây là vườn hoa hồng nè. Hoa 10 giờ, những cái loại hoa thông dụng hay trồng. Đây là hoa xoa nhái. Đây chính là cổng chào làng hoa. Đây là như vé vậy? 20.000 một vé nha các bạn. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là cái mướp mà mình hay dở cơm đem cho công ty ăn nè các bạn ơi. Thấy trái tim đang bay bay không? Trời sắp mưa rồi nè.
cái cầu thang các bạn đã bước ra là hình chữ S nha. Mình đang fly cam cho các bạn coi nè. Mình đang đứng trên bản đồ gì nè. Fly cam. Vô kìa. Quá dữ. Rồi bác tạm lâu á. Bước vô xuống che mưa mấy đứa ơi. Trời ơi, dù đẹp quá nè mấy đứa. Cái dù thời trang quá nè. Chấm bi. Thật ra đây là cái cầu để cho các bạn chạy xe đạp đạp qua đó. Như còn chiếc gì mà dưới các bạn ơi, đừng, người ta đang mò chiếc xe đạp. Cuối cùng đã vớt được một chiếc. Và một cơn mưa bất ngờ đã làm hỏng kế hoạch của tụi mình. Trong khi buổi sáng thì trời rất là nắng. Và bây giờ đã mưa tầm tã rồi. Hy vọng mưa sẽ mau hết thì chúng mình sẽ tiếp tục ra ngắm sông. Bờ sông Sa Đéc sẽ ngắm cảng tàu ra vào. Cũng là một kế hoạch rất là lý thú nhưng mà hy vọng là mau hết mưa. Mà nói chung là cũng mát mẻ đó, cũng dễ chịu, rất là relax. Sau một cơn mưa, đường về của chúng ta bây giờ rất là mát mẻ. Quá đã. Đây là
do trời mưa nên mình chuyến đi của mình sẽ không có đi ra cái cảng ga tàu nữa. Mình sẽ đi về và tìm cái gì đó để ăn. Xong làng hoa Sa Đéc và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt làng hoa thôi. Chào tạm biệt các bạn nha.